Đó có lộn hả? Dạ, để em gửi cái khác về cho. Bác này ha, mình đổi cái bác này qua cái bác bên em ha. Hai loại nè, nó có một số bác này nữa. Nó tới hai loại. Bác đó nữa hả? Dạ. Dạ. Cái này cũng nhiều, có 300 cái. Quá trời luôn hả? Cái này là mình thay hả? Cái này một lần là mình hiện tại mình đang xài máy bơm mấy ngựa? Hai ngựa mà hỏng ra bao nhiêu chút? Vô 90 ra 90. Vô 90 ra 90 thì đang tưới được bao nhiêu gốc chút? Bao nhiêu bác? Cái màu lạnh á thì tôi thanh 4 đợt rồi. Dạ. Rồi, như cái đợt rồi á, gắn cái đợt 200 mấy chục bét này á, tôi tứ chưa có bị gì mạnh, mới có chừng 100 bét rồi là tôi tứ thử thì nó cũng êm, nhưng mà lên tới 150 bét nữa thì không biết là sao, thì chưa thử. Dạ. Là có nghĩa là giờ thay của con vô để tưới thử coi thử là nó tưới cỡ 100 bét rồi đó, tưới cũng êm. Êm rồi. Êm. Dạ. Em rồi mới mua thêm đây. Dạ. Dạ. Bây giờ cái bét này hồi xưa á, là cái lỗ này nó to quá nè. To đúng rồi, nó to. Dạ, nó to quá. Của chú là mình, cái bét của bên cháu là có cái lọc ở bên trong á. Chú đây. chú chùm lúc bê lại kỹ là được nha. Anh cho em mượn cái bét của em đó. Có mở ra, tôi có mở ra. Dạ. Mở ra thì tôi thấy có cái miếng lưỡi cái kia ở trong á. Dạ. Ừ, có miếng trắng trắng ở trong. Đó, thì là mình thay cái bát này cùng cái ren vô ha. Thay cái ren vô là được ha. Nó cũng phụ cái ống nối này nè. Dạ. À, là cũng cái ống nối này luôn. Phải thêm cái ống nối này, tại vì cái đầu kia là nó ra ngoài hết trơn rồi. Dạ. Có cái này mới xài được cái đó. Dạ, cái bát của mình là có cái lọc ở bên trong ha, cái khía lọc ở bên trong này. Rồi em có mở rồi coi. Dạ. Đó là cái này là mình sẽ chống nghẹt, không có bị nghẹt, cho nên là cái lỗ nhỏ cũng không sao. Nhưng mà tưới lỗ nhỏ giờ vẫn êm ha chú ha. Cái này là mình mỗi gốc một bát hay là sao chú? Không, mỗi một lít gì là kéo con đường ngay giữa mà cách 4 mét. À, là mình tưới phủ lít á. Ừ, tưới phủ luôn á. Vậy thì bây giờ chú thay cái này vô tưới hơi bị nhiều á nha, được số lượng nhiều lắm á nha. Tại... À, thì có tứ thử cỡ 100 bét là thấy không, 100 bét thì không ăn thua đâu, còn được nhiều nữa. Dạ. Dạ, nhanh lên nhiều lắm. Của chú là của tổng của mình là bao nhiêu công chú? Thì, cái lỗ của mình lỗ hecta tầm nhỏ. 1 hecta tầm nhỏ hả chú? Ừ. Dạ. Nó gây miếng vườn này nó gần 2 hecta luôn, mà cho chia cho mấy nhỏ rồi còn tôi còn chừng 1 hecta. Dạ, có khi gánh cái bát này vô có khi tưới cả nửa hecta chứ. Ví dụ như 4 mét một bát, mà 4 mét một bát thì mình tính là của chú bao nhiêu clip, dài bao nhiêu mét nha? Cái như 15 mét với cái bờ bao đó nữa, ở 15 clip với cái bờ bao nữa. 18 lít à. 18 lít mà mỗi lít dài khoảng bao nhiêu mét chứ? Cái đầu đằng kia á thì nó 70 mét, còn đầu đằng này nó 40 mấy mét, nó hình coi. Dạ. Thì trung bình nó ra là 40 với lại 70 ha, là chia ra là khoảng tầm 55 nhân cho 18, 58 40 là khoảng tầm cả 1000 mét đó nha. 1000 mét mà chia ra là 250 bét chứ mấy ta, chia cho 4 mét một bét. Ủa vậy chú lấy hình như dư rồi. Nó có cái một cái bờ bao ở ngoài phải không? Mình múc clip dày. Ở dạ. Trong nó có một bờ bao dài lắm, rồi thêm khúc mà này nó vòng qua cái hầm nữa. Dạ. Cho nên tính ra là hởm 250 giờ thêm 50 bét nó là nó cũng vừa lắm. Chưa đủ luôn. Nó cũng còn thiếu mớ ít. Dạ. 250 bét này thì nếu ấy nó còn thiếu thì chắc cũng phải tiếp tục. 70. kiểu 3-40. Giờ bây giờ nếu mà cái bét này là 120 lít, mà nếu mà mình lấy cái máy bơm đó, nếu mà bơm tách đĩa thì nó chắc ở được tầm ống 90 khoảng tầm 40 khối, có khả năng là tưới hết được cái vườn của chú luôn á. Tại vì cái đường ống cũ của mình á, là cái ống mà dành cho cái bét này là nó to lắm, chứ còn thực ra cái bét này mình chỉ sử dụng cái ống nhỏ thôi, giống như cái đuôi hồi nãy á, cái đuôi mà 7 ly đó anh. Đúng rồi. Dạ là được thôi. Dạ đúng rồi, cái loại này nè. Ồ là còn nhầm mấy cái này trong này nha. Để bữa nào gửi cho chú riêng ha. Dạ. Dạ. Dạ chú cứ ghi ngày hôm nay đi. Tại con chờ ngày hôm nay con xuống rồi con chú ghi luôn. Cái đó là khách hàng tự ghi. Cháu này không ký tên cái gì. Có một công ty mà chú. Dạ. Có một công ty yên tâm. Dạ. Rồi với 50 cái bét này chú gửi tiền. Dạ rồi chú. Dạ.